Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mổ bụng cái chiếc bi-phun 3 này ra. Bởi vì là mặt lưng của bi-phun 3 là mặt lưng kính này, nó dán lên trên cái lớp khung viền này rồi, nên bây giờ chúng ta phải sử dụng cái máy khò như này để chúng ta có thể bóc được nắp lưng của chúng ta của cái chiếc bi-phun 3 này ra. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. À, chúng ta sẽ dùng thêm một cái thanh sắt nữa để cho chúng ta có thể cậy được nắp lưng của cái chiếc bi-phun 3 này ra. Cái là đổ nước đây đúng không? Chất cái loại dung dịch thì nó mềm, cái keo nó dễ lấy À, ra hơn. rồi, Còn đây chống nước thì phải dùng loại keo này. à. Trông ít thôi, người dòng màn hình thì nó dễ bị vào cái phần phản quang trên màn hình ấy. Ừ, cho một ít thôi, nó không là nó sẽ vào phản quang của màn Nó hình đúng không? tràn ở phía trong dưới. Keo chắc nhỉ? Keo bi-phun 3 này rất là chắc. À, bắt đầu thấy nó ra rồi đây đúng không? Keo nó mạnh, chất nó mạnh. Cái nước đấy thì liệu nó có làm tan keo được không? Nó là mềm, còn Làm mềm keo ra đúng keo nó sẽ không có khả năng chống dính nữa. Nó không không? dính được nó sẽ... Bình thường dùng nhiệt thì cũng khá là lâu ra, dùng cái chất tẩy này thì nó sẽ nhanh hơn. Con này có chống nước nên là rất là chắc chắn đúng không? Coi như là ra rồi đấy, chỉ nhấc nó lên thôi. Rồi cái này là cái nối ra cảm biến vân tay đây đúng không? Đúng rồi, cảm biến vân tay có cái cáp Cáp đi à, sâu rồi quét của nó. rồi bo mạch này thì bình thường Vũ nhìn Vũ thấy thế nào? Cái này thì họ sản xuất chắc đặt hàng riêng, có cả cái logo của VKV rồi, cũng không thấy công ty nào sản xuất, chỉ biết là họ không không ghi rõ đơn vị nào, chắc là của họ thi công luôn nhỉ. Rồi. Máy Việt Nam à. Tháo tiếp nha Dương. Ừ, cứ tháo tiếp, tháo hết thì thôi. Cậu cứ tháo cái nào ra thì cậu sẽ chỉ vào cái đấy là nó là cái gì và cái mức độ hoàn thiện của nó như thế nào. Đây socket pin Dương, phần pin này.
socket của pin thì đặt cạnh cái socket của cái vân tay của lấy. Cái cáp phía dưới này là cáp của khả năng là cáp của màn hình hoặc là sạc như thế. Mình sẽ tháo tiếp ra xem cụ thể cứ tháo hết ra đi. Nhìn cái này mạch bên trong nhìn đẹp lắm, ngăn nắp phết nhỉ. Phần linh kiện này chắc là chú đã tháo được mấy cái lồng ra xem. Cứ tháo hết ra, tháo hết ra. Cái là cái phần lồng này là phần sóng, dạng là một dạng anten ấy, nó sẽ có thể là wifi hoặc là sóng, thường sẽ là wifi. Đây là anten sóng này đúng không? Thường sẽ là thường anten sóng anten wifi. wifi. Cái đấy là cái gì đấy? Nó cũng như vậy rồi, có thể Cũng như vậy. một trong hai này, có thể wifi và sóng, chứ một trong hai cái đấy thôi. Một trong hai cái này có thể là wifi hoặc là Nó là một sóng dạng nghe anten, gọi. Nó là một nó là một dạng cái anten. lồng giữ cái khung này và nó là dạng anten luôn À. để cho sóng khỏe hơn. Vậy thì cái chỗ kết nối anten lần này ở đây nhá, Đây đúng rồi, thì là trong cái mũi nó điểm này, à có cái mũi điểm điểm này đây. À. Cái điểm đây đấy là để làm gì? mọi người có thể nhìn thấy là nó sẽ cái mạch này, nhìn trên này không biết có rõ không, nhưng mà cái đây là cái mạch của nó này. Thường nó sẽ là wifi. Với chọc sim đi không Xuân? Cho anh bạn chọc sim. Lấy cái sim nhất phần main ra. Đây là cái phần này thường giống các màn hình. Cáp màn hình. Cái đây cáp đấy là cáp gì? Cái này thường sẽ là các màn hình ấy, bởi vì thiết kế như này thường sẽ là các màn hình. Anten, cái này là anten sóng chắc chắn rồi. Phần xuống bo dưới này. Anten Hai cái sóng phần là dưới. phía dưới. Lấy khay sim để nhấc phần main ra xem. Lấy khay sim để nhấc cái phần main ra đúng không? Cái này là hai sim hoặc một sim một thẻ này. Sẽ dùng hai sim luôn đấy, Cái này cả hai thẻ sim nữa chứ. hoặc là một sim một thẻ. Nhưng máy này mình lấy về thì lắp sim nó không sóng à? Không, lắp thoải mái, sóng Tức sánh là thoải dùng mái. bình thường đúng Dùng không? bình thường, đây là máy bình thường. Sử dụng rất ổn. Tưởng là mình test thôi. Đây, bên Đây trong là toàn này bộ cái phần main của Bifone 3. toàn bộ phần Phía main của Bifone 3 đúng không? đằng sau này họ có thêm nước tản nhiệt, chắc là để cho Đây là lớp tản nhiệt đây. đây tản nhiệt đây rồi, trắng trắng này. À, tản nhiệt là trắng trắng này đây đúng không? Thế còn cái, bây giờ mình chỉ từng cái một nhé. Cái này là cái gì? Đó là cái bo sim, sim phải thể nhớ, đây là cái bo của nó. Bo sim mà thể nhớ đây đúng không? Cái này Phần là dưới này chắc là CPU cứng, mình sẽ tháo hẳn ra, cái này chắc là tháo ok, cứ tháo hết ra. CPU trên đấy có ghi tên của thương hiệu có nào? ghi đi chưa? Qualcomm. Qualcomm Cái này là 636. 636 đúng rồi, Qualcomm Snapdragon 636 đâu, Còn nó đâu phần nhỉ? đây đó là cái này. Qualcomm đây. Tôi nhìn rõ luôn. Snapdragon 636 đó. Rồi, còn phần này nữa là phần gì? Bên cạnh này thường như là RAM cùng ổ cứng không chèn với nhau luôn. RAM và ổ cứng ở đây đúng không? Chèn lên nhau luôn. Ok, nhìn rất là rõ. Tiếp theo nhé, xem hai con IC bên cạnh, chắc là IC nguồn, nó sẽ là nguồn cấp cho CPU hoạt động, nó sẽ khả năng nhiều, nó sẽ là nguồn, thường nó sẽ thiết kế như vậy.
Tôi nhìn kỹ xem. Đúng rồi. Cũng là của Qualcomm luôn. IC nguồn cũng là của Qualcomm luôn đúng không? Tôi đã không nhìn rõ là số bao nhiêu nữa. Ừ. Nó bé quá chắc là mình sẽ không nhìn thấy, nhưng cứ cứ cho đấy. Chút nữa một chút nữa thì bổ sung lên xuống có cái kính phía dưới soi được chính xác đấy. Sử dụng hai nguồn song song. Sử dụng hai nguồn song song. Cái điều này thì có nhiều hãng họ làm hai nguồn song song như này không? Cũng khá nhiều đấy. Thường thì những dòng Xiaomi họ cũng hay làm như này. Ừ. Samsung cũng có thường, nhưng mà cái chức năng của nó thì hai con nguồn sẽ khác nhau, có một con một vài con sẽ hỗ trợ cả sạc nữa. Đây là camera chính đây. Camera chính này ở trên này có ghi thông tin gì không? Thông tin trên camera cũng ghi của là VKV luôn. VKV. Mã ở đây. D504RA1. Ừ. Không thấy in tên của Sony là của gì ở đây đúng không? Không. Họ sẽ in mỗi BKV. Ghi mỗi chữ BKV thôi đúng không? Phần này phần sensor cảm biến này. Sensor cảm biến. À, tiếp các cái theo cảm biến là ở phía trước rồi đúng không? Cảm biến phía trước tiếp cận xoay gần như là cái nó sẽ Này. Có cái chức năng là như vậy. Rồi. Tiếp theo đó là đến cái miếng nhựa này. Miếng nhựa này sẽ là miếng dạng như là cao su chống nước để nó chặn cho nước vào cái phần mic bên trên này. Rồi rồi. Chặn không cho vào phần mic bên trên. Rồi. Tiếp theo xem một cái lồng bên này nó là một con IC rất là nhỏ, thường nó sẽ là con này không nhìn rõ là cái gì luôn. Có thể nó sẽ quản lý SIM hoặc là thẻ nhớ gì đấy. Ok. Đây. Chỗ này chắc họ cũng định đặt con IC gì đấy nhưng mà chắc là đủ thế thôi. Còn chân trống thì nhiều. Vẫn còn trống ở đây đúng không? Còn trống chỗ này. Vẫn còn trống ở đây. Bảng mạch như này thì đã tối ưu chưa? Xem hết phần bên kia nữa nhá. Thường thì toàn bộ phần CPU cùng với cả RAM sẽ đặt cạnh hai con IC nguồn. Còn toàn bộ phần sóng thì thường họ sẽ tách ra phía sau này, sóng và wifi. Ngoài cái chức năng phụ nữa thì nó để nó tối ưu cái diện tích cũng như là cái chức năng. Thường thì hai cái linh kiện này này nó sẽ hoạt động lâu và nó sẽ rất là nóng. Khi đó mà nó nóng quá thì có thể đặt wifi ở cạnh đây chẳng hạn thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến wifi nhiều. Vì thì họ bỏ ra nó sẽ bỏ tách riêng ra phía sau này. Ít nhiều thì nó sẽ giảm được cái nhiệt cũng như là nó cân đối trên main hơn. Thường những cái đấy hoạt động liên tục mà wifi thì mình dùng liên tục mình cũng sẽ nóng. Tiếp theo bảng bên này đi nhỉ. Ok, mở hết cậu. Họ thiết kế nói chung là rất là tốt. Mỗi con IC họ đều để những cái miếng tản nhiệt như này để cho làm mát IC, có thể tăng tuổi thọ độ bền cho IC đấy. Nghĩa là con IC nào cũng để thêm cái miếng tản nhiệt như thế để tăng tuổi thọ cho IC. Còn riêng hai con này thì trực tiếp vào đây rồi, nó sẽ tản nhiệt ra cái lồng này. Còn trực tiếp những con IC này mình mở đến ba con IC chính thì cũng thấy có IC hết đã có cái tản nhiệt. Mình xem đấy nó sẽ là gì. Cũng của Qualcomm luôn. Cũng của Qualcomm luôn đúng không? QKY246 thường nó sẽ là công suất hoặc trung tần đấy về phần sóng thôi. Đây là phần sóng chính là sóng nghe gọi của các bạn chứ không phải là sóng ấy đâu. Tiếp theo là đồng bên cạnh nhé. Cũng này có luôn này. Cũng có luôn, nghĩa là rất nhiều cái trên mỗi con dán tản nhiệt linh kiện họ đều cho những dán tản nhiệt này. Này hình như là audio, nhìn cái biểu tượng nó rất giống audio quản lý âm thanh. Quản lý âm thanh ở đấy. Mình đoán vậy thôi, mình cũng không có sơ đồ mạch, mình chỉ nhìn linh kiện, mình có những cái phỏng đoán như vậy thôi. Thường phải có chính xác cái sơ đồ thì mình mới biết được nó là linh kiện gì và chức năng nó ra làm sao. Trên này cũng có luôn này, cũng có cái tản nhiệt luôn này. Tản nhiệt ở khắp nơi luôn đúng không? Con nào cũng có. Các cái điện thoại khác thì nó có nhiều tản nhiệt như thế này không? Thường thì mình thấy tản nhiệt nhiều trên dòng Sony nó có nhiều hơn. Sony thấy nhiều hơn đúng không? Con này có thể là wifi đấy chứ. Rồi, bóc tiếp đây. Là wifi.
Phần bên này thì không có IC nào, nó chỉ là những con tụ trở ra thôi. Ừ. Vậy thì đúng rồi, đây là phần công suất, phần sóng của nó ở đây này. Ừ. Phần này đây có thể sẽ wifi và để audio, Ừ. còn đi âm thanh. Ba phần riêng biệt. Ừ. Và trên main này là main là của BKV luôn đấy cũng đúng của không? BKV luôn. Đó. Ok. Có cần chụp ảnh lại không? Một Không. chút nữa. Cứ ở lại nữa. Mình tiếp theo nhé, xem phần dưới này nhé. Ừ. Có một camera trước này, gắn khá chắc ở đây. Camera trước. Đây là Camera camera trước. trước. Camera trước này có ghi là của hãng nào không? Cũng không thể ghi luôn. Chắc đặt hàng BKV thì tôi ăn rồi. Pin cũng của BKV luôn này. Pin uy của BKV. Pin này là 3000 mAh. Đây. Pin 3000. Ok, cậu cứ tháo tiếp đi. Ok, phần tiếp theo sẽ trang bị một cái loa thoại. Những loa thoại, mình bắt loa loa thoại thoại ở thường những loa chống nước nó sẽ có chống nước hoặc keo, rất là khó một chút, không đẩy kỹ thì có khi nó còn đó. à ôi rồi Nhìn có cái chưa? kèo nó chắc thế này cơ mà, Ok, phần loa thoại này. loa thoại ở đây đúng không, màng loa của nó Vẫn có làm keo đây, màng loa có keo đây chống nước nó dính luôn này. keo chống nước cho loa thoại ở đây đúng không, đây là màng loa chống nước cho loa thoại đây, Phần keo nó đây dính cái là loa loa thoại xuống này. Đây là chống nước ở đây, cái màng loa này. đâu. Cái màng này thì họ sẽ thiết kế rất là hai lớp, thường rất là hai lớp. Rồi. Tiếp theo thì đến phần cáp này đi. Còn phần cáp này nó là cáp Ừ. volume, Các tăng giảm âm volume, lượng này. tăng giảm âm Mình thì lượng. tháo luôn rồi nhá. Ừ. Nó keo sợ đứt thì cho thêm một chút nước vào nhá. Đây các bạn nhìn này, tăng giảm âm lượng ở đây, nó nối cái đường dây đến đây luôn này. Cáp thì nhìn cái đường mạch như là rõ ba đường luôn, Rõ ba đường mạch luôn. Là nguồn này, tăng âm lượng và giảm âm lượng đúng không? không đây chỉ là Hay là tăng giảm thôi. Nguồn ở cáp bên này, nguồn là các bạn này. nguồn đây, nguồn nó sẽ là cái cáp này Thế đây. tại sao lại có ba đường? Ba đường thì nó sẽ có một đường giảm này, một đường tăng và một đường mát, một đường âm. À, rồi rồi. Còn đây cáp nguồn ở đây. Đây chưa? Là phần cáp mà Đây là phần volume tăng giảm âm lượng đấy, cáp cáp volume volume. tăng giảm âm lượng đây. Rồi. Tiếp theo nhé, đây là phần rung của máy này. Rung, phần này phần cục rung đây đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đấy, cục rung của máy đây. Cục rung này là của hãng nào? Cũng không có tên hãng sao? Không ghi tên hãng đâu. Thường những cái linh kiện nhỏ này họ cũng không không ghi cụ thể đâu. Chỉ có những số dạng như ngày sản xuất hoặc cái mã thì của công ty họ sản xuất thôi. Tiếp theo tháo pin thôi nhỉ. Tháo Anten, pin này. anten của sóng này. Đấy là anten sóng đấy. Anten sóng nghe gọi đấy đúng không? Đúng rồi. Anten là kéo dài khắp cả thân này luôn đấy. Phần này anten chính của nó tháo này không sóng, những cái dạng phụ dạng như là sẽ tăng cái điện thoại thì nó nhiều anten đấy, thì nó có anten nhiều, nó có những nhiều cái thu sóng này thì nó sẽ khỏe hơn. Những kia dạng như là nó sẽ là phần để mà mình ổn định sóng hơn, nó khỏe hơn. Còn nếu mà không có anten này nối xuống bộ phận phía dưới này thì nó sẽ không bắt được sóng. Tháo pin nhá. Pin này dán rất chắc chắn này. Dán rất chắc chắn đúng không? Tháo xin là mình phải vậy. Thế là cái cách thiết kế này như là kéo lên là giống Apple à? Thường thì pin nào cũng vậy, nhưng mà Thế à? tùy xem keo có kéo hay không. Không kéo mình phải dùng thủ công. Mình không biết họ đặt ngang dọc, chắc là đặt ngang. À, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Cũng như cái Apple luôn, thiết kế dạng rút này. Thiết kế dạng rút giống Apple đây. Họ làm này để cho mình nhấc viên pin ra dễ hơn hay như thế Đúng rồi, nào? có thể là cho khi mà phục vụ cái quá trình sửa chữa bảo hành của họ, kỹ thuật họ sẽ có thao tác pin nó ra nó dễ hơn. Thế sau này sẽ có mã vạch của pin này, đầy đủ thông số 3,8 V.
Rồi. Bừa quá nhỉ. Để phần cam nó gọn lên đi. À, cái cáp này là cáp sạc nhé. Bữa nay mình thấy cái cáp sạc phía Cáp dưới này sạc. nó sẽ đi hơi chéo rồi đây. Đây là cáp sạc. Đúng rồi, Rồi. đây là phần cáp sạc nối từ bo sạc phía dưới này lên. Tiếp theo xem phần sạc phía dưới có những gì nhỉ? Sao cái phần ở dưới này nó làm nào mà nó chống nước tốt Phần bo sạc thì thường dưới này nó sẽ chỉ có loa, mic và cái chân sạc thôi. Phần thu sóng anten nữa. Bình thường một vài hãng họ có kết hợp cái phần rung, nó sẽ phần khu dưới này. Nhưng mà Bphone thì hỏi để bên trên này rồi. Bphone để rung ở giữa luôn đấy đúng không? Cái đấy thì nó cũng không ảnh hưởng, thường do kỹ sư họ thiết kế để đâu nó gọn hợp với mền thì được. Tại sao ở bên trong cái điện thoại này nó lại làm rất là nhiều vân như này? Để làm gì? Và vân đấy. À cái này chắc là họ dạng cái khuôn ấy, họ làm liền khung ấy. Thì đây là máy mài, máy CNC họ nó phay nó ra cái khuôn vạch như vậy. Là cái vết của cái máy nó cắt chứ không phải làm cái vân này. Vết của máy thì nó cắt cái máy nó mài ấy, thì nó sẽ có những cái đường kẻ nó rất là đều nhau. Chứ không họ thiết kế cái vân, cái đấy nó cũng chả có tác dụng gì cả. Đây là phần loa ngoài này, rất to này. Loa ngoài, đây. Đây là phần loa này, loa rất là lớn. Loa này nghe chừng là người ta làm những cái lỗ chấm nó rất là bé để chống nước hay sao đúng không? Đây, phần thông phần bằng loa chống nước phụ thuộc phần ngoài này chính này. À, nghe phụ thuộc Còn phần ngoài này. đây còn cái màng loa phát thì nó cũng như này thôi. Đây. Thường những linh kiện mà vào nước thì không thể chống được, họ sẽ chống ở nước ở những phần là ví dụ chân sạc này. Họ sẽ có những cái gioăng ở xung quanh hoặc là những nơi phần mic này, phần màng loa trước trên dưới này. Toàn bộ phần khay sim thứ nữa đây, các bạn có thể xem. Nó chống nước này, khay sim họ có trang bị thêm cái gioăng cao su này. Đó, đó là cái gioăng cao su để chống nước. Khay sim này là gioăng cao su để chống nước. Đúng rồi. Đây đúng không? Đây đây. Đây đây cái gioăng đen đen phía cạnh ấy. Gioăng chống này nước gioăng thì chống họ nước cũng đây. chỉ như vậy thôi. Vào lên linh kiện bên trong thì không có cái gì có thể chịu được nước cả. Con này hôm qua test nước rồi đấy thì ai test nước? Dương à? Tôi test Ở nước. trong không có dấu hiệu gì về nước nhé. Không dấu hiệu về gì về nước luôn đúng không? Hoàn toàn là chống nước ok đấy. Đây tiếp theo đến phần chân sạc, tôi vừa nói này. Đây là phần cao su này. Đấy họ chống nước chỉ bằng như này thôi. Đó là gioăng cao su. Gioăng đây. Cao su này. Cũng gần như hết rồi, bây giờ chỉ còn phần màn hình phía trên thôi. Chống nước là có thêm gioăng cao su này. Cái loa này, đây là cái hai cái điểm tiếp xúc của cái loa cho loa hoạt động. Đây là hai cái điểm tiếp xúc để cho cái loa hoạt động đâu nhỉ? Đây, đây rồi. Hai đây chân đúng loa không? này. Cái cáp sạc của họ thì họ có thiết kế rời hẳn ra. Mình có thể tách rời hẳn ra. Để khi trong quá trình thay thế, kỹ thuật thay thế có thể nó dễ hơn. Nha, nếu mà sau này mà hỏng cáp ví dụ thì nó thay chỉ cáp được. Phần mic lúc này họ thay cái này thôi. Thì nó sẽ đỡ được chi phí cả một đoạn cáp như này. Nghĩa là khá sửa chữa dễ dàng, tiết kiệm chi phí. Rõ ràng như vậy. Tiếp theo đến phần đây phần chân sạc nhé. Vo sạc thì nó cũng khá đơn giản thôi. Gồm có chân sạc này, cái socket. Socket như với cái cáp mình tháo ra. Sau đó nó có mic này. Nó là một cái anten sóng nữa, nó sẽ thu thêm tín hiệu này, có những cái đầu những cái chấu gọi là cái chấu đi. Kỹ thuật mình gọi là cái chấu. Nó sẽ tiếp xúc xuống những cái phần vỏ dưới này. Các bạn có thể nhìn phía vỏ phía dưới này. Những cái này cũng là một dạng anten đấy. Họ để tiếp xúc hoặc là những đường mát của họ. Hoàn toàn thiết kế chắc chắn đấy. Ta tiếp hai cái phím ra nhỉ. À, cái này có thể có tháo không nhỉ? Thử xem. Xem có thiết kế này sau này hỏng hóc nó gãy mình có thay thế được không? Phím kim loại phía trong có một màng cao su nữa. Có cao su đó. Để chống nước. Để tránh cho nước nó vào. Thì cái này mà để hỏng cái phím này chắc không hỏng được. Hỏng cái phím độ này là không này hỏng thì được. Khá là tốt này. Phía độ trong này có tốt. Cái màng cao su luôn. Họ bịt kín cái phần ở cái phím này bằng cả một màng cao su chứ không có cái gioăng như là những cái chân sạc của lệ nữa. Đây phía cho trong tôi là cái xem. Màng cao su luôn này. Đây phía trong này là cả một màng cao su luôn đúng không? Họ bịt kín vào hẳn luôn đúng không? Chứ không phải là gioăng riết gì cả đúng không? Đúng rồi, không có gioăng như kia nữa. Nghĩa là khả năng hỏng hóc là giờ là rất thấp. Chỉ sợ dùng một thời gian nếu mà nó hỏng cái cao su này thì khả năng chống nước nó sẽ bị giảm hoặc là sẽ mất. Mở tiếp cái phím nguồn nhé, chắc là tháo rời kia thôi.
họ thiết kế này để mình tháo rời được hết. Đây là phím nguồn này, đơn giản. Đây, các nguồn cũng tương tự như các volume này thôi, và bên này cũng vậy. Đây là một màng cao su này, toàn bộ phần thân của cái máy thì liền khung, bây giờ chỉ còn phần màn hình thôi, cáp này cáp màn hình rồi, thì có phải tháo màn hình cho nó không rồi? Màn hình thì màn hình thôi nó chắc liền với không cần khung, tháo đâu. cũng không còn gì nữa rồi. Phần màn Coi hình như là hết rồi đây đúng không? ở đây là cáp màn hình này, phía dưới này nó sẽ là toàn bộ cái phần, chỗ này nó là cái phần đèn, đèn phản quang, nó sẽ là đèn phản quang thì nó sẽ có mạch để nó sát sáng cả một cái tấm nền phía dưới cho màn hình hiển thị. Bây giờ bác chỉ còn duy nhất màn hình thôi, không còn gì bên Vậy trong cả, thì bây giờ tại màn hình sẽ liền sao khung. tại sao họ lại làm được cái viền ở phía dưới nó mỏng như này? Đấy, cái viền phía dưới Đây cực mỏng. thế này, nó cũng giống như là cái phần ấy thôi, toàn bộ phần màn hình họ thiết kế thì họ đã đặt toàn bộ phần sáng này, Là đặt lên phản trên quang này. ở tầm toàn bộ thường đèn ấy thì họ đã để hết dưới này rồi. Dưới Để này họ hết ở chỉ đây. làm thiết kế cũng như viền bên cạnh thôi, viền đầu dưới này và cái viền ria này thì nó sẽ như nhau. Màn hình hoạt động chủ yếu ở đây, cáp màn hình ở đây và họ đã để toàn bộ cái phần đèn ở trên này rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cái này hoạt động lâu ấy, hoặc là bạn dùng phần đèn này sẽ hơi nóng phía trên này, nếu mà mình nghe gọi nó sẽ hơi nóng. Nếu nghe gọi, nhưng mà cơ cơ Tức là bản là không khi phải nghe gọi mà nóng, mà khi mình đang dùng nhiều ấy, mình đặt lên tai chẳng hạn, gù điện thoại mình áp lên sẽ hơi nóng phần này. Bởi vì đèn nó ở đây mà. đèn nó ở đấy, liệu nó có ảnh hưởng gì với lâu dài không? Không thì là không đâu. Tức là mình cảm giác ấm ấm vào tai thôi chứ còn không ảnh hưởng gì đâu. Bởi vì là khi mình nghe lên thì Đúng không? nó sẽ dùng cảm biến tiếp cận để nó tắt màn hình đi đúng không? Nhưng mà cái màn hình sở dĩ nó hoạt động, nó chạy thì chỗ này nó sẽ ấm hơn phần dưới này. Các bạn khi sử dụng thực tế bạn sẽ thấy chỗ này nó sẽ nóng hơn. Mà đặc biệt chỗ này là phần main nữa, chắc chắn nó sẽ nóng hơn phần dưới. Phần dưới hoàn toàn là nó không có gì cả, chỉ là pin thôi. Vậy là cái phần trên này nó dày, là nó chứa ở đây Đúng là rồi, cái tấm đèn nền là một này đúng nó không? toàn Toàn bộ bộ cái chỗ phần này đây. đèn, đúng không? Đấy, một dãy đây là nó sẽ là một dãy đèn, nó hát sáng lên toàn bộ phần màn hình phía này. Vậy là nguyên cái phần đèn nó đã chiếm mất một nửa rồi. Thế cho nên là thiết kế nó như vậy. Còn phần này tại sao lại thắc mắc là phần dưới này nó mỏng hơn, bởi vì là phần dưới và viền ba cạnh này nó sẽ như nhau. Ba Đấy, cái họ đã này đặt cái toàn bộ cái đèn lên đây rồi. nè. Họ đặt hết lên trên này rồi đúng không? Cho tôi xem. Viền thứ cứng Vậy là toàn bộ cái phần này là phần đèn nền, khiến cho nguyên cái khối chiếc luôn. Bivol nó bị dày cái phần phía trên này. Còn ở đây thì là loa thoại rồi này, đây là camera với cả các cái cảm biến ở Đúng rồi, đây đúng rồi. Sensor, đúng cảm biến, không? tiệm cận, xoay trên hết rồi. Thế còn cái chỗ này nó là để cái gì ở đây? Đâu như à, cái đấy là cái nó họ làm này để cái camera sau ấy nằm úp À xuống rồi rồi để rồi, ngửa lên sau. camera sau này cũng nghĩa là gần như không có chi tiết thừa. Thế còn chỗ Nó này không thì thừa đâu, sao? cái đấy là những cái chi tiết họ đặt lên để giữ cái main nó đỡ bị Giữ rung, main à, nó vậy là vẫn chắc chắn chưa là phải như vậy. chưa tối ưu được cái phần chỗ này, làm sao để cho nó lên hết ở đây. Ok. Bởi vì kiểu gì họ cũng đây những đơn giản như cái điểm ốc này, họ cũng phải thiết kế nó cao lên để đỡ cái main. Bởi vì là nó còn phần cái bo sim này này, nó sẽ ở chỗ này, nó phải trũng xuống vào cái phần khung viền này, trong cái phần cái lồng họ đỡ main. Ok. Còn cái phần này là phần Phần cảm đấy biến vân tay thì đây. Và toàn bộ cái này, đây đều là răng cao đúng rồi, su chống nước hết. nó chỉ là dạng keo khá là chắc, Đấy, bây giờ không phải là tháo cao ra là su đâu, chắc keo chắn là mất à? khả năng chống nước nhé. Nó là một dạng keo chứ không phải là cao su, không phải răng gì cả. Hiện tại ở Việt Nam đã có ai sửa được cái khả năng mất nước chưa? Mất nước Mất chống thì nước thì mất có chống liệu nước thì có bên sửa được OICT mình cũng đã khắc phục được rồi, trên dòng Samsung không? có thể test áp suất cái thứ thoải mái. Khi thay kính bàn cong xong cũng có thể hỗ trợ là Thế còn áp suất. ví dụ như là cái bi-phone này mà nó mất chống nước thì sao? Thì Bifone liệu có này, cứu được nó, cho nó thêm chống nước được không? cái này thì chắc phải đợi họ bên công ty họ đưa ra cái keo này, kỹ thuật thì chắc làm được, chắc chắn là làm được, chỉ cần có cái keo chuẩn này thôi. Samsung cũng mình còn làm được thì Bifone cũng tương tự như vậy, khả năng chống nước của các dòng như vậy, có cái keo chuẩn của họ là mình làm hết. Rồi, Chứ ok. cái phần này nó chỉ là phần keo thôi chứ không phải là gioăng cao su này khác gì cả đâu. Những cái gioăng cao su thì nó chỉ có xung quanh viền là màng loa như mình cũng vừa chỉ. Vậy bây giờ là sẽ xem lại từng cái một này. Phần đầu là phần cảm biến vân tay này. Đấy. Đây là cái đường nối cảm biến vân tay Đúng vào thẳng đây luôn đấy đúng rồi. Phần này sẽ này họ không trang bị NFC đúng không? Con này không có NFC à?
Hay là đây là tấm dán NFC đây? Không, tấm dán thì nó phải có một cái điểm tiếp, nó phải có điểm tiếp. Đây chỗ này nó sẽ thường là tản nhiệt đấy. Nó dạng này dạng miếng dán để tản nhiệt thôi. Miếng dán là cũng là tản nhiệt và bên trong con này rất nhiều cái để tản nhiệt đấy, đúng không? Rồi tiếp tục nào, đây là pin này. Pin dung lượng là 3000 mAh đây. Pin này thì có cái rút ra. Rồi. Tiếp theo nữa nào. Đây là bo mạch. Bo mạch có in chữ toàn BKV. Bộ BKV và Qualcomm. Toàn bộ là BKV và Qualcomm. Của Qualcomm ấy. Đây là con chip Snapdragon 636 đây. Đây là ổ cứng và RAM. Là đây. Đây là hai cái đường cấp nguồn này đúng không? Hai con IC nguồn. Hai IC nguồn này đúng không? Đây là khay SIM và thẻ nhớ. Phần bên trên là sensor. Trên là sensor. Đây là sensor và các cảm biến ở trên này đây đúng không? Đây, phía sau dương lần ngược này, đây sensor đây. Đây chính xác nó là đây. Rồi đấy, sensor và các cảm biến này đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ có này là khay SIM đây. Khay này là hai SIM hoặc một SIM một thẻ. Đấy. Tiếp theo nữa là đây là khu vực loa đây. Khu vực loa. Nó chung. Đó. Đây là cổng USB Type-C, có thêm cái gioăng cao su chống nước ở đây này. Đấy. Gioăng cao su chống nước ở đây. Hồi nãy thì ở bên trong này khay SIM nó cũng có gioăng cao su chống nước này nữa này. Gioăng cao su chống nước ở đây. Rồi. Xem còn gì nữa không nhỉ? Đây là camera này. Đây là cục dung này. Cục dung này thì để ở giữa để ở giữa luôn này, cục dung để ở đây luôn này. Đấy, cục dung để ở đây. Đây là camera chính camera đây. Sau đó. Camera sau đây. Đấy. Camera sau đi, camera sau BKV. Đấy. Đây là camera trước đây. Camera trước. Ok. Phần anten này, phần volume. Không, cái đấy là cái lồng để giữ ấy thôi chứ. Những cái lồng chụp lên những con IC ấy. Lồng chụp lên IC. Đây là những cái lồng chụp lên IC đây đúng không? Và đây là phần keo tản nhiệt đây đúng không? Keo tản nhiệt này mình có thể bổ sung thêm được không? Chắc cũng tương tự máy tính, chắc mình bổ sung thêm được đấy. Ok. Đây phần này, phần phần này phần anten và wifi. Anten của wifi. Đây là anten của wifi. Còn đây là anten sóng à? Nó là của anten wifi luôn. Rồi, ok. Ok, còn phần nào nữa không nhỉ? Hai cáp nữa. Cáp đây là cáp volume tăng giảm âm lượng. Đây là cáp volume tăng giảm âm lượng này. Cái cạnh này cáp nguồn này. Nói chung là Bphone 3 là làm rất nhiều gioăng cao su chống nước và đặc biệt nữa là rất nhiều những cái dán tản nhiệt lên đấy. Đấy để cho máy đỡ bị nóng hơn đúng không? Bo mạch các thứ thì cậu đánh giá là hoàn thiện như nào? Chất lượng thì nhìn khá là cứng, ổn, mọi thứ dễ sửa chữa. Dễ sửa chữa, nói chung là dễ sửa chữa. Họ sẽ không đổ trực tiếp keo tản nhiệt, keo cách nước lên trên IC. Thường thì một vài dòng họ cũng hay đổ keo lên IC lắm, nhưng dòng này thì họ không đổ. Nói chung thiết kế cơ bản thôi. Đa phần bên giờ họ cũng thiết kế như này rồi, tách biệt riêng hoàn toàn. Nghĩa là họ làm chống nước là chống nước từ bên ngoài luôn. Đúng chứ không, không cần vào bên trong mới chống. Vào bên trong thì gần như không cái bo là chống được nước đâu. Vào bên trong này là không thể chống nước được. Nên là họ cũng không không cần phải đưa chống nước vào bên trong bo này làm cái gì. Có hãng nào họ đưa chống nước vào trong bo này không? Đổ keo IC thường Samsung mẫu hay làm. Samsung hay làm cái Sony đấy. Sony cũng hay làm. Apple của họ cũng làm. Còn cái ở phía dưới này thì chỉ có cổng Type-C này. Mấy cái khác thì nó còn chủ yếu là đây là cái đèn nền là nó đã đưa lên trên hoàn toàn đây. Phía dưới đấy. Này khung phần đấy. Lý giải tại sao là phần trên nó hơi dày bởi vì là đây, toàn bộ cái phần này là phần giải đèn chiếu cho đèn nền đấy. Nó chiếm một nửa cái phần phía trên rồi đúng không? Và cái phần trên này để loa thoại về các cảm biến và camera trước. Rồi, ok.